Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Bản tin 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đã tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 8.000 dân sau khi mưa lớn gây lở 1,5 triệu mét khối đất xuống một nhánh sông Dương Tử, đe dọa sự an nguy của cộng đồng dân cư lân cận. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, vụ lở đất xảy ra vào lúc 5 giờ hôm thứ Sáu vừa qua, khi 10 triệu mét khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống tại khu tự trị NC Tuxia Miao của tỉnh Hồ Bắc. Vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, khoảng 1,5 triệu mét khối đất đá đã đổ xuống sông Thanh Giang, một nhánh của sông Dương Tử. Vụ lở đất đã chặn dòng chảy của con sông và tạo thành một hồ chắn trên sông, gây đe dọa tới người dân ở những vùng làng lân cận và thành phố Ân Thi ở hạ nguồn con sông. Theo giới chức địa phương, hồ chắn trên có thể vỡ bất cứ lúc nào và có thể nhấn chìm các khu vực lân cận. Tính tới 15 giờ chiều cùng ngày, tổng cộng 8.397 người dân từ 1.963 hộ gia đình đã được sơ tán, theo giới chức của Hồ Bắc cho biết. Cơ quan Thời tiết Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, nước này đang tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa lớn vào tuần này, làm gia tăng mối đe dọa lũ lụt trên khắp cả nước. Báo động đỏ đã được thiết lập ở các tỉnh An Huy và Giang Tây. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc hôm qua cảnh báo mực nước trên sông Dương Tử, các hồ và nhánh sông sẽ tiếp tục dâng cao. Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mực nước tại đập Tam Hiệp, công trình đang chứa lượng nước khổng lồ nhằm giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ nguồn. Hồ chứa đập Tam Hiệp ghi nhận mực nước cao hơn 16 mét so với mức cảnh báo chính thức. Tam Hiệp, công trình được thiết kế để kiểm soát lũ lụt và sản xuất điện, hiện đang gây tranh cãi nhiều vì chuyên gia cho rằng đập này không đóng vai trò quá lớn trong việc ngăn chặn hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài trong nhiều ngày qua. Giáo sư Darin Mage tại Đại học Harvard and William Smith, người Anh cho biết, các con đập đã chặn dòng chảy trầm tích và làm giảm khả năng hấp thụ nước của các khu vực đồng bằng và vùng hạ lưu. Ngoài ra, nhu cầu sản xuất điện cũng ảnh hưởng tới nỗ lực kiểm soát lũ. Kiểm soát lũ đòi hỏi phải giữ nước lại, trong khi sản xuất điện thì lại phải xả nước ra, ông Mage nói. Thưa quý vị, một vụ lở đất có quy mô lớn được mô tả như sóng thần cũng đã xảy ra tại mỏ Ngọc Bích ở Trung Quốc, đã khiến ít nhất 113 thợ mỏ bị thiệt mạng, trong khi những người khác vẫn đang mất tích trong một lầy. Lở đất như sóng thần chôn vùi mỏ Ngọc Bích của Trung Quốc khiến hơn 110 người chết. Theo AFP, vụ việc xảy ra hôm thứ Hai ở mỏ Ngọc Bích Nesprai tại khu vực Tân Cương phía tây bắc của Trung Quốc. Mưa lớn gây ra lở đất và một làn sóng bùn lầy đã chôn vùi những người thợ mỏ. Như Jack Tham mô tả, vụ lở đất giống như sóng thần đổ xuống một khu vực mỏ Lộ Thiên. Trên Facebook, lực lượng cứu hỏa của Trung Quốc xác nhận đã phát hiện được 113 thi thể. Nhiều người khác được cho là mất tích và quá trình tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Các vụ lở đất đã xảy ra khá thường xuyên ở khu vực khai thác mỏ Ngọc Bích mà Reuters mô tả là được quản lý lỏng lẻo. Hàng chục công nhân khai thác mỏ đã thiệt mạng hồi năm ngoái khi hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác ở Ngọc Bích sinh lời cao. Theo AFP, các chủ khai thác thường thuê các công nhân nhập cư với mức lương thấp để đi đào các loại đá quý rất được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Các bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy đội cứu hộ đang đi qua những thung lũng ngập trong bùn lầy. Theo New York Times, ông Sihang Siabao, một quan chức ở huyện Hòa Điền, lo ngại rằng có ít nhất 200 người có thể sẽ chết trong vụ lở đất. Ông Sihang cho biết, mưa lớn đang khiến quá trình tìm kiếm cứu nạn trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi không thể đào sâu hơn nên chúng tôi đang phải tìm những thi thể nổi lên. Cũng rất khó để đưa bệnh nhân tới bệnh viện vì các con đường đã trở nên trơn trượt và đầy bùn đất vì mưa. Ông Sihang nói, thưa quý vị, những ngày vừa qua Trung Quốc tiếp tục hứng chịu thiên tai. Sau chưa đầy 2 tháng hứng chịu một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã khiến cho 52.000 người ở địa phương bị thiệt mạng. Khu vực đông nam của Trung Quốc này lại đối mặt với mưa lớn và lũ quét. Tính đến ngày thứ ba tuần này, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng. Tại các tỉnh Thanh Hải và Tứ Xuyên, nơi còn đang bước đầu trong quá trình tái thiết sau khi bị phá hủy bởi động đất, là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mưa lớn kéo dài từ gần một tuần nay đã gây ra lũ lụt. Nhóm tìm kiếm và cứu nạn của chính quyền cho biết trong 24 giờ qua, ở tỉnh Thanh Hải ghi nhận lượng mưa 236mm và ở tỉnh Tứ Xuyên là 211mm. Bên cạnh thiệt hại về người, đã có nhiều thiệt hại về vật chất. Trên đường phố, các phương tiện bị lũ cuốn trôi, người dân bất lực trong dòng nước đục ngầu chờ cứu hộ. Còn con đường thì gãy nát, đảo lộn dưới sự xói mòn liên tục của lũ. Ông Hoàng Quy An, tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên cho biết, lũ lụt như vậy chưa bao giờ xảy ra trong khu vực và giới chức cũng kêu gọi người dân sơ tán khỏi tầng 1 và tầng hầm của nhà mình. Đội cứu hộ đã tích cực hoạt động giải cứu người dân, xe ô tô các loại bị cuốn trôi trong dòng nước lớn. Trong khi đó, một trận động đất mạnh vừa phải đã làm rung chuyển một thành phố ở đông bắc của Trung Quốc hôm thứ Năm. Trận động đất mạnh 4,8 độ Richter có tâm chấn ở thành phố Cát Lâm, cách Thiểm Tây khoảng 162 dặm. Tỉnh trưởng của Cát Lâm He Tuân cho biết không có báo cáo về thiệt hại đối với bất kỳ tòa nhà nào trong thành phố, nhưng nhiều người đã chạy ra ngoài vì sợ hãi. Các bác sĩ đã ứng phó với trường hợp chấn thương hoảng loạn, một số người cũng bị thương sau khi nhảy từ ban công. Thưa quý vị khán giả, Trung Quốc đang trải qua hạn hán ở phía Bắc và lũ lụt ở phía Nam. Lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi tại tỉnh Hồ Nam. Một tòa nhà ở thành phố Hoài Hóa bị cuốn trôi. Trong đoạn video do cư dân mạng quay được cho thấy, đám đông hét lên trong hoảng loạn, ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Những ngôi nhà khác dọc đường, các cư dân địa phương đang la hét ầm ĩ.
Mới đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi. Đầu tháng, hình ảnh những ngôi nhà ở làng Du Phu, thị trấn Azihai, thành phố Sisau bị lũ cuốn trôi bắt đầu lan truyền trên Internet. Kể từ tháng trước, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Hồ Nam và ít nhất 1 triệu người đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục ở phía nam của Trung Quốc đại lục và 23 con sông trên khắp Trung Quốc xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Một trận lở đất xảy ra sau khi trận mưa lớn ở huyện Đào Viên, thành phố Thượng Đức, tỉnh Hồ Nam khiến 3 người mất tích. Mưa lớn xảy ra ở Kỳ Giang, Sao Yang, Siêu San và những nơi khác ở Trùng Khánh, khiến nước mưa chảy ngược, ngập úng đất canh tác và tại một số cửa hàng, nước ngập dâng lên đến thắt lưng của họ. Weibo chính thức của Cục Khí tượng Trùng Khánh cũng đăng một đoạn video nói rằng Trùng Khánh, Sao Yang giống như một con thuyền giữa biển nước lũ. Theo dự báo, mưa xối xả vẫn tiếp tục. Mưa lớn trút xuống tỉnh Giang Tây và Quý Châu của Trung Quốc. 4 trận lở đất xảy ra ở huyện Sichuan, tỉnh Giang Tây và 11 huyện, thành phố của tỉnh Quý Châu bị ảnh hưởng. Hơn 360.000 nạn nhân và hơn 80 thôn xóm, thị trấn bị mất điện. Giao thông, thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện đã có 24 người chết, 7 người mất tích. Tại miền Nam của Trung Quốc, mưa liên tục mấy ngày nay, gần 10 tỉnh bị ảnh hưởng, ít nhất 2,9 triệu người bị ảnh hưởng. Tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, một tòa nhà dân cư và tòa nhà thương mại 9 tầng đã bị sập hôm thứ Tư sau sạt lở đất. Hiện có 124 nhân khẩu thuộc 38 hộ dân trong các ngôi nhà bị sập, đổ nát, nhưng vẫn chưa liên lạc được với 16 người. Hiện núi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, các phóng viên cũng bị cấm quay phim. Su Hao, phó thị trưởng Quý Dương, thậm chí đã ra lệnh tịch thu máy ảnh của các phóng viên tại hiện trường. Mưa xối xả cũng đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc. Vào tối ngày thứ ba, một trận lở đất và lở đất lớn đã xảy ra tại Đông Si Hoang, Khasmuti, Nanji Dianji, Village, Sihao Thai Towns, Distai Country, Bingliang Country. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và 40-50 ngôi nhà bị sập. Một số người dân địa phương nói rằng thảm họa rất nghiêm trọng, thậm chí còn tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Theo báo cáo của cơ quan truyền thông Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm thứ Tư, vào khoảng 22 giờ tối hôm trước, một vụ lở đất đã xảy ra tại cộng đồng Đông Si Hoang thuộc làng Nan Thiền Si, thị trấn Si Hao Tai, huyện Ninh Tai, thành phố Binh Liang, tỉnh Cam Túc, làm 7 tòa nhà bị nghiêng và bị sập và có 172 hộ dân với 470 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương tỉnh Cam Túc vào hôm thứ Tư, ước tính sơ bộ khối lượng của vụ lở đất là khoảng 1,5 triệu mét khối. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở đất đã khiến tổng cộng 18 ngôi nhà bị hư hỏng với các mức độ khác nhau. Đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều tòa nhà trên sườn núi đã đổ sụp và trở thành đống đổ nát. Một số tòa nhà bị nghiêng, cư dân mạng đã đăng video tiết lộ rằng các phương tiện truyền thông trong nước được yêu cầu hạn chế đưa tin và không gây thêm cản trở cho ngày lễ trọng đại ở địa phương. Hôm thứ Năm, dân làng địa phương nói với phóng viên rằng thảm họa ở địa phương rất nghiêm trọng, tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Ông Chen từ Đông Si Hoang, Society of Nanjidian Si Village cho biết, trời mới mưa thôi, nó rất nghiêm trọng, có rất nhiều nhà bị hư hại, có thể có hàng trăm tòa nhà, 4 hoặc 50 tòa nhà bị sập. Tôi đang bận. Người dân địa phương tiết lộ rằng thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn đang được thống kê và chưa có báo cáo về thương vong. Ông Gông ở làng Nan Điền Di nói rằng rất nghiêm trọng, mọi người đã sơ tán và ở lại thị trấn của huyện. Một số ngôi nhà bị sập và chúng khá nghiêm trọng. Các số liệu thống kê đang được tiến hành nhưng nhân sự thì không chắc chắn. Hiện họ đang điều tra. Các đơn vị cứu nạn không được bao nhiêu, hiện tại không có thương vong. Ngoài ra, cùng lúc đó, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc. Ngoài 13 thị trấn ở huyện Lĩnh Đài bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, sạt lở đất và lũ lụt cũng được ghi nhận ở thành phố Long Nam, thành phố Thanh Dương, thành phố Thiên Thủy và những nơi khác gây cản trở giao thông. Vào cuối tuần qua, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Sui Mo Gao, thị trấn Sijiba, huyện Wenxian, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc. Trận lở đất đổ xuống sông Bai Sui tạo thành một hồ nước lớn chắn cao tới 3 tầng. Tất cả các ngôi nhà gỗ đều bị sập và thiệt hại rất lớn, khiến dân làng cảm thấy rất tuyệt vọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, một trận lở đất bất ngờ từ làng Sui Mo Gao, thị trấn Sijiba, huyện Wen, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc đã đổ ập vào sông Bai Sui tạo thành một hồ nước chắn. Hồ chắn nước có chiều dài hơn 800m, rộng 300m. Hiện tại hồ chắn nước đã được mở ra 80m cửa hồ chắn để xả nước. Mực nước không ngừng hạ xuống. Quận vẫn không có điện do đường dây điện bị hư hại do sạt lở đất và lở đất. Hơn 1.300 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở 11 thôn không kịp sơ tán, phải chờ cứu hộ trên mái nhà. Đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều ngôi nhà bị ngập trong bùn và nước với diện tích lớn. Mái nhà chật kín người đang chờ cứu. Người chụp ảnh nói rằng, các đồng chí lãnh đạo nhìn kìa, có người trên mái nhà, tính mạng con người đang bị đe dọa. Ông Sihao, một người dân ở làng Sui Mo Gao cho biết, mưa lớn và sạt lở đất rất lớn, dòng sông bị chặn lại tạo thành hồ chắn sóng. Sui Mo Gao bị ngập hoàn toàn, 3 tầng nhà bị ngập, tất cả đều đang rất nguy hiểm. Sau trận lũ, người chết rất nhiều, chúng tôi bây giờ chỉ là không có nơi nào để đi, có rất nhiều người vẫn đang mất tích chưa được tìm thấy. Và bây giờ vẫn còn 1 hoặc 20 chiếc thuyền được dùng để cứu người dân và có hàng trăm người đã lao ra để giải cứu mọi người sau khi họ bị mắc kẹt.
Vào sáng ngày thứ hai, người dân làng Sumogao nói với phóng viên rằng mực nước trong hồ chắn nước đã giảm 4 mét, nước rút 1 tầng, hiện còn ngập 2 tầng, gây thiệt hại rất lớn. Ông Bi, một người dân ở làng Sumogao nói, tất cả các tòa nhà đều bị ngập, các tòa nhà không bị sập, nhưng tất cả các ngôi nhà bằng gỗ đều bị sập. Hôm qua, điện và nước đều đã bị cắt. Trời mưa mỗi ngày, nước lớn hơn. Khe núi chỗ nào cũng bị sạt lở, sông tắc ngập cả kênh, chỗ nào cũng xả lũ, nổ mìn khẩn cấp. Nhà cửa cũng hư, gây hại rất lớn. Tất cả mọi người đã được sơ tán. Và vào thời điểm đó, tôi và mọi người dân đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Một video trực tiếp khác cho thấy mực nước sông dâng cao cực độ, dòng nước đục ngầu màu vàng cuốn trôi một cây cầu. Lở đất trên núi đổ xuống sông, gây ra sóng bùn màu vàng. Bùn dày đặc chảy xuống một con đường ở dốc Hanziba, một thị trấn ở quận, và đẩy nhiều xe ô tô tư nhân xuống dòng sông. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Bản tin 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!